giờ không lẽ đi làm không có để ý được một cô nào? Vẫn có thì em để ý nhiều, nhưng mà dần sự khởi đầu nan và gian nan bắt đầu nản rồi chị ơi. Khởi nản là sao? Cô gái mà nản là sao? Không có kiên nhẫn. Bây giờ cô gái này là cô nhỏ hơn anh nè, cô mới 23 tuổi thôi. Mà nhỏ thì người ta ví dụ như là nhõng nhẽo nè. Nhõng nhẽo thì em nhõng nhẽo lại. Không, em nhõng nhẽo chắc dễ thương lắm rồi nha. Em nhõng nhẽo sao đây, em làm coi thử coi. Thôi anh không chịu đâu hả? Không chịu đâu. Thôi mà anh không chịu mà. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, trước tiên em xin chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Bích Ngọc. Năm nay em 23 tuổi, quê em ở Long An. Ngọc đang làm công việc gì Ngọc? Dạ, em làm giáo viên mỹ thuật. Em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, quê ở Long An nhưng mà làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở chỗ nào? Dạ, em dạy ở quận 4. Dạy quận 4, làm cô giáo, dạy mỹ thuật, hay quá. Rồi, mời chàng trai bên kia. Xin gửi lời chào thân thương đến anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và toàn thể các vị khán giả bên đây và bạn ở cái bên kia rèm. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Huy. Hiện nay, hôm nay em 27 tuổi, em đang làm việc sinh sống tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc gì Huy? Công việc của em thì là về bên giám sát kỹ thuật thi công bên điện. Quê mình ở đâu em? Dạ, em thì sinh ra thì ở một nơi là không khi nào mà người ta sẽ đói, đó là Chợ Gạo Tiền Giang chị ơi. Có người yêu chưa? Dạ, có người yêu rồi, đến đây làm gì nữa? Không, mình hỏi trước đó đó. Trước đó thì em chưa có người yêu. Có mối tình dắt dai nào chưa? Tại thì em vẫn một mình một mã thôi. Là hồi đó giờ chưa quen ai hết hả? Dạ chưa chị ơi, ế quá rồi, mấy giờ mới tìm đến chương trình để giải ế thôi chị. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì mình giới thiệu cho anh bên kia nghe, ảnh chưa có mối tình nào. Dạ cho em nói khuyết điểm em trước rồi. Đi khuyết điểm của em là thẳng thắn, không thích sự thay đổi. Nhưng mà em đi làm hay là đi đâu là chỉ biết đường về nhà tới trường này. Thì thôi em không có đi đường khác, không chắc là dở đường. Còn về ưu điểm của em là rất là lạc quan, thích chia sẻ và biết nấu ăn. Mình có bạn trai chưa em? Có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình chính thức là khi em còn đi học. Khi ra trường thì mỗi người một hướng rồi. Mình quen được bao lâu? Dạ 2 năm, khi lớp 11. Là lúc còn nhỏ rồi lớn lên rồi ra trường rồi chia tay thôi. Dạ. Bây giờ em mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn kiếm một người bạn trai là bạn đó cao trên 1m6. Rồi, cao hơn luôn. Có không? Có. Người thì to cao hơn em, tại vì em nhỏ con nên em thích người to cao. Cao có, to có luôn. Rồi anh bên đó có ưu điểm, khuyết điểm gì cũng phải cho bên này người ta biết chứ. Ưu điểm của em thì em là người hòa đồng, vui vẻ. Giao tiếp thì rất là tốt. Còn khuyết điểm của em á thì em là người hơi nóng tính. Khi mà hồi hộp á thì em đổ mồ hôi rất là nhiều. Đó đúng rồi, đây. Cái gì mà cứ hoài vậy? Bên đây em trai hơi hồi hộp chút xíu, căng thẳng chút xíu. Bây giờ muốn lấy vợ chưa? Cũng muốn rồi chị, mới tham gia chương trình đó chị. Khi mà em căng thẳng á, em hay làm gì? Em nếu mà căng thẳng thì em muốn hay ca hoặc hai bài. Ủa? Một vài bài. Ca đi. Căng thẳng nào. Đứng lên biểu diễn đàng hoàng em cho nó thoải mái lên. Em xin hát bài Về Giữa Mấy Nhà. Người ơi mau về đây, bê bên bếp phòng, tay cầm tay, cười lên trang chứa cho niềm vui nhân chút ngày đêm này. Về đây ta tìm nhau mấy mùa nho. Trời ơi, em hồi hộp quá nên đứt gánh vô đường rồi đó. Cũng còn căng thẳng nữa. Em hát xong em hết căng thẳng, bên đây cô gái này cô căng thẳng. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Tuy mà khó tính nhưng mà em cũng chọn người thật là đơn giản thôi chị. Tính tình dễ thương, em rất là chịu ngọt, thì người đó ngọt với em là được. Tôi biết anh thích ăn chè mà. Có gì nữa? Tính tình không ki bo. Không ki bo. Có cái điều gì mà em không thích ở người đàn ông không? Em không thích bạn nam cờ bạc với nóng tính. Bên đó anh nóng tính cờ bạc có không em? Dạ không chơi. Nóng tính hơi có. Mà giờ em nhìn đi, anh này anh hiền khô à. Dễ thương lắm, em nhìn thì bao nhiêu nóng. Anh này nóng lên chắc anh ấy không có nói nữa nha. Ngoài cái cờ bạc, cái nóng tính ra còn cái điều gì nữa không? Hay là mặt mày em thích làm sao? Tóc tai mặt mày tướng tá. Người gọn gàng là được, với là đơn giản thôi. Gọn hả? Gọn gàng là gọn gàng cái gì? Tức là tóc tai gọn gàng. Tóc tai có gọn gàng không? Tóc tai quá gọn. Rồi.
Em có hình mẫu lý tưởng không em? Dạ, hình mẫu lý tưởng của em là Huyền Linh ạ. Cũng giống lắm mà nha. Ờ, vậy cũng được. Được. Tóc tai phải gọn gàng nha. Ủa? Trời ơi, gọn à. Gọn quá gọn. Hơi gọn lắm á. Sao đổ mồ hôi dữ vậy anh? Nãy em giới thiệu rồi mà chị. Căng thẳng là rất là công việc. Yên tâm quanh đến đây được coi em. Rồi. Mồ hôi rất là nhiều. Nhưng mà nói thiệt là anh có thích phụ nữ không? Dạ, thích chứ gì. Thích hả? Phụ nữ không thích, thích sao? Thích mà sao từ đó giờ không lẽ đi làm không có để ý được một cô nào? Vẫn có, em để ý nhiều nhưng mà... Không dám cua thôi đúng không? Không, vẫn sự khởi đầu nan mà gian nan bắt đầu nản rồi chị ơi. Khởi nản là sao? Cô gái mà nản là sao? Không có kiên nhẫn. Bây giờ cô gái này là cô nhỏ hơn anh nè, cô mới 23 tuổi thôi. Mà nhỏ thì người ta ví dụ như là nhõng nhẽo nè. Rồi người ta thích là đưa đi ăn đi chơi, ví dụ lễ Tết phải có quà, có bánh, có đồ kia. Nhưng mà nhõng nhẽo thì em nhõng nhẽo lại. Không, này em nhõng nhẽo chắc dễ thương lắm rồi nha. Em nhõng nhẽo sao đây, em làm coi thử coi. Thôi anh không chịu đâu hả? Không chịu đâu. Thôi mà anh không chịu mà. Thôi đừng dậm, đừng dậm. Vậy chắc chết quá. Không chịu phải chịu. Phải mạnh mẽ lên chứ. Dạ. Phải kiên trì chứ. Cố gắng nha. Dạ. Chùi mồ hôi bớt đi, để hồi nữa người ta nhìn mặt cái mồ hôi không à. Dễ thương lắm tình. Nhìn nó thấy ghét lắm à. Chà, gọn gàng nha. Để anh Quang coi đàn gái sao nha. Gọn. Bình tĩnh nha. Để coi. Ô, chào em gái, dễ thương quá. Anh bên đây thỉnh hiền lắm. Chỉ có hơi nóng tính chút xíu, em có nhắm làm anh nguội được không? Dạ không, tại vì em cũng đôi khi em cũng nóng tính lắm. Ngày xưa em cũng nóng tính nhưng mà bây giờ cái môi trường công việc của em thì nó không có cho phép. Đúng rồi, cô giáo đâu được nóng tính được. Em thích đàn ông bụng bự chút không? Dạ, dạ được. Bụng bự hay tốt lắm, bụng ta tốt bụng đó. Dạ, không có quen đâu bụng. Em hình dung anh này như thế nào? Thử tưởng tượng coi. Em nghĩ là anh đó mặt tròn, bụng bự, cao hơn em. Dạ, em nghĩ là vậy đó. Dắt qua thứ 6 đó. Được á, anh thấy được. Chắc người tình trong mơ rồi đây. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với các thầy cô trong trường, có thầy hiệu trưởng với chị gái của em. Mười mấy người. Trời ơi, đâu đại diện họ nhà gái đâu à, cho xem cái. Mười mấy người. Quá dữ. Gặp thầy hiệu trưởng rồi, tình hình sao thầy? Dạ, xin chào hai MC Quyền Linh Cát Tường. Dạ. Thì xin hỏi bạn trai chút. Bạn trai trong gia đình, bạn trai có ai là giáo viên không? Dạ, thưa thầy, ba con làm giáo viên. Dạ, ba con cũng làm hiệu trưởng. Cô. Nếu mà gia đình bạn là nhà giáo thì tôi nghĩ là thứ nhất là về gia đình thì mình đã hợp nhau. Thứ hai nữa là qua tính cách của bạn á, thì mình thấy là bạn là người con trai hiền. Tôi thấy là hai bạn cũng có những cái tính cách hợp nhau. Cho nên bây giờ tiếp tục hai bạn cùng cho một cơ hội. Tôi mong rằng hai năm nữa như Ngọc nói thì được dự đám cưới của hai bạn. Điều đó là quá hay. Cảm ơn thầy. Cho anh hỏi thêm ý kiến của chị gái đi. Thì em thấy anh em bên đây thì cũng hiền, nhìn cũng thật thà. Nhưng ở tánh Ngọc thì nhìn bề ngoài thì nhìn trẻ con, nhưng mà là một người rất biết suy nghĩ, biết quan tâm tới mọi người. Nhưng về vấn đề tình cảm thì em ấy rất là nghiêm túc. Nên mong là khi mà hai người tiếp muốn tiến tới với nhau thì phải ngoài vấn đề là phải là anh này phải thật là có tính kiên nhẫn, phải là nghiêm túc trong tất cả các mối quan hệ. Nói gì với chị đi. Đó, chị chê cái vụ kiên nhẫn rồi kìa, hứa với chị đi. Thì nếu mà được có cơ hội á thì em sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn. Dạ, cảm ơn chị. Mong là em nói được làm được. Dạ. Quy đi với ai Quy? Hôm nay em đi với em họ, mấy người bạn. Em họ? Dạ. Em họ thấy chị dâu tương lai bệnh sao? Dạ, trước tiên cho em gửi lời chào tới hai MC và các bạn ở đây. Và chào chị gái ở đó. Tính anh Huy thì cũng hơi nóng tính với lại cũng hiền lắm. Thì em thấy chị gái bên đây thì cũng dễ thương. Mong là chị có thể thay đổi được cái tính nóng của anh Huy. Thì em chỉ biết chút là anh chị tạo cho nhau một cơ hội để có thể tiến tới về sau này. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chuẩn bị nha. Rồi. Bắt đầu nhà trai qua coi mắt nhà gái nha. Lau mồ hôi sạch rồi đó. Bắt đầu. Em cảm thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền nhưng mà tại sao anh lại nóng tính? Em thì người thường người ta hiền, nhưng người ta sẽ điềm đạm. Lúc xưa anh đi làm, hồi chưa đi làm thì anh tính cũng rất là nóng. Nhưng mà khi đi làm rồi á thì cái nóng đó mình vẫn kiềm chế được.
chứ không cái gì cũng phải là nóng tính mới giải quyết được. Lâu lâu mới nóng một lần thôi, chừng nào bị điện ấy mới nóng thôi, gần điện mới nóng thôi, chứ thấy mặt này đâu có nóng nổi đâu. Vậy khi mà anh nóng tính anh sẽ làm gì? Nóng tính thì anh khi có thể là anh im lặng không nói gì. Thôi ơi, ý em hỏi là nóng tính anh có hành động nào không? Không, hồi đó giờ anh chưa hành đập động gì á. Đã có chửi rủa cũng có chửi, nhưng mà trong công việc nóng nhất là chửi sao? Thử thể hiện cho cô biết để cô tính chứ. Làm không được nghỉ hết đi. Hả? Làm không được thì nghỉ hết đi. Làm không được nghỉ hết đi. Nóng lắm đó hả? Dạ. Thấy chưa? Không có nóng được đâu. Nói thôi. Chứ nhìn gương mặt là em mắc cười, là càng nóng càng mắc cười á. Thiệt mà. Mày hề hước lắm á. Nếu hẹn hò thì hẹn sao? Em thích gì nói đi, em thích đi chơi đâu hỏi đi. À, sao thích, em thích nó có đi du lịch được không? Dạ có, em đi du lịch. Anh cũng thích đi du lịch. Dạ. Khi nào anh rảnh em mời em đi chơi một bữa đi, nói đi. Khi nào thời gian rảnh thì anh có thể mời em một chuyến du lịch gần ở đây thôi, gần ở Sài Gòn thôi. Gần Sài Gòn hả? Đừng nói mời đi sở thú nha. Cùng tính dự định đó anh. Hả? Tính dự định đó. Trời ơi. Bây giờ em tiến tới ha, hát bài nào đó tình cảm tặng cô ấy, nắm tay cô ấy hát để cô cảm nhận cái tình cảm của mình coi. Nắm tay cho truyền điện thế nào, điện làm thợ điện mà. Tiến tới từ từ đó. Thì ơi, gửi em một bài hát. Thôi bắt đầu, nhìn cổ hát coi cổ cảm nhận tình yêu thế nào. Vì sao anh nhớ em thế này, nhung nhớ đông đầy trong lòng mặn. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà sao nhớ như vậy em, hỏi em có hiểu có hay. Bây giờ hai bạn nhắm mắt lại, cảm nhận xem trái tim mình nó có rung động chưa nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời em. Sao không bấm gì em gái? Em xin lỗi vì tại vì cái cảm nhận ban đầu nó không, anh nói là anh nóng tính, tính em thì em thích người nóng tính. Đâu có nóng đâu. Bây giờ anh nói có nóng mà. Hay là tại che anh bụng bự? Vậy không, em ngoại hình em không quan trọng, em quan trọng là tính cách thôi. Nếu mà em cho anh cơ hội mà sau này em không có làm được giống như vậy thì sẽ càng cho anh một, để cho anh có một cơ hội khác, sẽ có những cái bạn tốt hơn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha. Gửi tặng hai bạn sản phẩm của Kumagon, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn Quy nha.